Ngày 14 tháng 10, Hội khuyến học đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học lần thứ 9 năm 2021. Dự chương trình có đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Năm 2021, Hội khuyến học huyện đã tổ chức trao khen thưởng và trao tặng học bổng cho 311 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ các nguồn quỹ khuyến học, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Trong đó, Viettel chi nhánh Thái Nguyên đã trao học bổng cho 130 em học sinh của 13 xã thuộc vùng 2 và vùng 3 theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Hội khuyến học huyện đã trao học bổng cho 94 em học sinh trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Khen thưởng cho 25 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, 17 em có điểm xét tuyển vào đại học điểm cao, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã tặng cho hai em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đó là em Mông Thị Ngọc Hà, lớp 7, trường Trung học cơ sở Phượng Tiến, một suất quà trị giá 35.949.000 đồng. Em Nguyễn Thư Vũ, lớp 4B, trường Tiểu học Bình Yên, một suất quà trị giá 67.396.000 đồng. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thay mặt lãnh đạo huyện đã biểu dương ghi nhận sự đóng góp tích cực của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể xã hội cho công tác khuyến học, khuyến tài của huyện. Đây là sự quan tâm, chung tay của cả cộng đồng xã hội để giúp đỡ cho trẻ em tiếp tục được thắp sáng ước mơ, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. Để chương trình tiếp tục được tổ chức sâu rộng trên địa bàn huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí cho Quỹ khuyến học của huyện, đồng hành cùng chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học.